Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 12. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay cho em ở cái bài số 4 câu ABC ha. Trong clip hôm nay thầy sẽ bắt đầu quay cho em ở câu D, câu E, câu G ở phần nguyên hàm. Xem cái bài số 5 là chúng ta đã đi sang phần tích phân. Tích phân với nguyên hàm là khác ở chỗ là thế cộng vô để tính ra một cái giá trị của nó thôi. Đúng nè. Câu D. Thầy yêu cầu em tính nguyên hàm 1 trên sin x cos x tất cả bình phương dx. Đây là hàm lượng giác em. Thì em để ý thầy ở cái hàm lượng giác này ạ. Thì em thấy công thức sin x cộng cos x thằng này, sin x cộng cos x thì nó bằng cái gì nè? Cái dx nhân 1 đây thì vẫn là dx đi. Chưa lấy nguyên hàm được mà phải biến đổi thằng này. Đúng nè, sin x cộng cos x thì nó sẽ bằng là theo công thức chúng ta là bằng căn bậc 2 của cos gì? Cos của x trừ bi trên mấy? Bi trên 4. Ở đây ngoài đây có bình phương thì chúng ta vẫn có bình phương ở đây. Được không nè? Đó. Tới đây á, chúng ta có thể đổi cộng. Ta có thể đổi cộng. Được không? Ở đây là dx mà đây là cos là x trừ bi trên 4 này. Em có hiểu không? Thì khi đó em thấy là nếu em lấy đạo hàm thằng này á thì nó vẫn là ra đây là số 1. Chứng tỏ thì khi đó chúng ta sẽ đổi cộng cái dx này thì thầy sẽ viết trở thành là x trừ bi trên 4 vẫn được. Nha. Em hiểu nè, ở cái bước mà chúng ta đưa vào vi phân để chúng ta lấy thì chúng ta đổi cộng căn bậc 2 nhân cho cos của x trừ bi trên 4. Cả bình phương ở đây. Được chưa nào? Đó, thì cái này chúng ta bình phương với căn này thì nó hết. Ta lấy nguyên hàm luôn, chúng ta đưa 1 phần 2 ra. Có được không nào? Mà 1 ở trên cos bình phương thì ra được đó chính là tan của x trừ bi trên 4 cộng c xong. Đó. Hãy sợ em chỗ đây là dx mà đây là d của x trừ bi trên 4. Thực chất hai thằng này bằng nhau. Nếu em đổi cộng t, nhưng nếu em đặt t bằng x trừ bi trên 4 thì chúng ta lấy ra dt sẽ bằng dx. Dt bằng dx thì chúng ta cũng làm như thế này, nó vẫn ra kết quả được như thế này. Đó, sợ em không hiểu chỗ đó. Được không? Rồi. Ta đi sang ở câu E em nhé. Ta đi sang câu E em. Tích phân của 1 trên cho căn bậc 2 của 1 cộng x cộng căn 2 của x dx. Đối dạng ở dưới mẫu này á, mà các em thấy nó có căn á, thì các em sẽ trục căn thức ở mẫu. Trục căn thức ở mẫu mà ở đây các em nhớ rằng là nó có dạng là căn bậc 2 của A cộng căn 2 của B. Thì khi mà các em trục căn thức ở mẫu thì các em phải nhân với gì? Lấy này nhân với lại căn bậc 2 của A. Ở đây cộng thì chúng ta sẽ nhân với trừ. Thì khi đó ở tử nhân bao nhiêu thì ở mẫu nhân bấy nhiêu. Nghĩa là chúng ta sẽ lấy cả tử và mẫu nhân với thằng này. Hiểu chưa? Như vậy thì ở đây sẽ bằng này. Ở đây sẽ bằng thì ở đây chúng ta có là thầy lấy 1 nhân, ở đây thầy sẽ nhân với trừ đúng không nào? Căn bậc 2 của 1 cộng x trừ căn 2 của x. Ở tử nhân cái như này thì mẫu cũng nhân, cũng như vậy. Tại vì thấy chúng ta thấy ở đây cộng này, thì ở đây chúng ta sẽ nhân với trừ. Đó, dx. Bước đầu tiên hiểu chưa? Rồi, 1 nhân ra thì vẫn để đó. Ở dưới đây chúng ta thấy là cái gì? Đây chính là hàng thức số 3. Hàng thức số 3 có dạng là A cộng B nhân cho A trừ B. Thì ra được là căn 2 của 1 cộng x bình phương trừ căn 2 của x bình phương dx. Đúng không? Thầy làm rất chậm để làm gì? Để em có thể nhớ được lại cái hàng đẳng thức
số mấy và sử dụng như thế nào. Một số giáo viên là làm rất nhanh, rất tắt. Tới đây trực tiêu luôn em, nhưng mà các em sẽ không hiểu là tại sao là trực tiêu. Có đúng như nào? Nhưng mà làm như này, em thấy bình phương với căn thì chúng ta đáng lẽ chúng ta phải bỏ vào trong giá tuyệt đối, mà cái này nó luôn luôn dương thì chúng ta sẽ ra được là 1 cộng x trừ đây là x dx, được chưa? Ok. Như vậy thì ở đây chúng ta có là kem thế này, dương mẫu này, x trừ x, x trừ x thì bằng 0, chứng tỏ dương mẫu này còn lại số 1, mà kem thấy căn lấy tử này chia 1 thì cũng bằng chính nó. Hiểu chưa? Vậy thôi. Tới đây thì ở đây chúng ta có là nguyên hàm của 1 cộng x, thì em sẽ ghi 1 cộng x mũ 1 phần 2 này, trừ đây là x mũ 1 phần 2 này dx. Giờ lấy nguyên hàm luôn, nguyên hàm đây, nguyên hàm hàm hợp à, ta có là 1 chia cho 1 cộng 1 phần 2. Ồ, 1 cộng x 1 phần 2 cộng 1 trừ 1 chia cho 1 cộng cho 1 phần 2, đúng chưa? X mũ 1 phần 2 cộng 1, ở đây cộng C, ở đây 1 chia cho ở đây là 3 phần 2 này, 1 cộng x ở đây 3 phần 2 trừ 1 trên cho 3 phần 2, 3 phần 2 ở đây nghịch đảo nó trở thành 2 phần 3, có đúng không? Cái này thì 3 ở trên tử dương mẫu thì nó sẽ ra được căn bậc 2 của 1 cộng x tất cả mũ 3. Ở đây cũng là 2 phần 3. Căn bậc 2 của gì? Của x mũ 3 cộng c. Bằng tiếp 2 phần 3. Cái này mũ 3 đó, ta đưa ra bên ngoài một cái. X cộng 1 nhân căn 2 của x cộng 1 trừ 2 phần 3 x căn 2 của x cộng c. Hiểu tại sao chỗ đây có x chưa? Ở đây chúng ta có thể viết trở thành là x bình phương nhân x, x bình phương bay ra ngoài trở thành x ở đây. Tương tự cái này cũng vậy. Câu E em. Cái này thực chất là trục kiến thức ở mẫu có ở đâu? Không biết các em có hiểu hay không nữa chứ. Comment giùm thầy một ý hiểu hay không hiểu nhé. Rồi chúng ta sẽ đi sang ở câu G. Câu cuối cùng. Ta yêu cầu các em tính nguyên hàm 1 trên cho 1 cộng x 2 trừ x dx. Gặp cái dạng mà dưới dạng ở trên tử là một cái số mà dưới mẫu là nhân các đa thức ấy, thì em nghĩ ngay đó tới cái việc đó chính là thêm và bớt để tách ra, để chia cho hai thằng này ra, để dưới dạng ta đưa nó về dạng tổng hạt hiệu. Cho các em để tích như này thì không bao giờ chúng ta làm ra được. Em hiểu chưa nào? Nên là cái đó chúng ta đòi hỏi kỹ năng là phải thông minh một chút. Thì ở đây em để ý này, ở đây có x mà ở đây trừ x thì chắc chắn ta phải thêm x và trừ x ở trên tử nè, được không? Còn đây em thấy là đây số 1, đây số 2, mà trên tử là nó là số 1. Có đúng không? Thì sao em? Thì làm sao để tạo ra ở trên tử nó sẽ có cái số 1 và số 2. Ở đây em thấy 1 cộng với 2 là bằng 3. Thầy nói lại này, x với trừ x đây thì đơn giản rồi. Chúng ta thêm bớt ở trên tử này rất là đơn giản. Thầy đang chỉ kỹ năng á. Còn đây 1 cộng 2 này, 1 cộng 2 bằng 3 mà trên tử là số 1, thì chứng tỏ thầy phải tạo sao số 1 này trở thành số 3. Mà để tạo số 3 thì thầy trên tử này nhân 3 thì dương mẫu này nhân 3. Như vậy bước đầu tiên thầy sẽ nhân là tử cho 3, thì dương mẫu này thầy sẽ nhân cho 3 ở đây. Số 3 này mục đích tí nữa thầy tách trở thành là 1 cộng 2 á. Em hiểu nè. Đó. Rồi. Số 3 này thầy sẽ tách trở thành 1 cộng 2 này. 3 này tách trở thành 1 cộng 2 này. Ở dưới mẫu thầy thấy có x trừ x thì thầy trên tử này thầy thêm x,
thì thầy trừ là x. Đó, x trừ x bằng 0. Hiểu chưa? Hiểu cái dạng này phải làm như thế nào chưa? Đó. Bạn tiếp. Bây giờ nhóm. Lá này một nhóm, thằng này này một nhóm trở thành là 1 cộng x một nhóm. 2 trừ x một nhóm ha. Hiểu chưa? Rất là dễ hiểu. Chẳng có gì khó cả. Nhưng mà hiểu đối hay đối những bạn thích học, không hay đối những bạn không thích học. Bây giờ các em sẽ lấy cái ngọn này chia cho cả cái này, cộng lấy ngọn này chia cả cái này. Nhưng mà khi đó chúng ta sẽ rút cái số 3 này ra bên ngoài đây. Được không? Ta rút số 3 ra bên ngoài. Thì lấy 1 cộng x chia cho đây 1 cộng x 2 trừ x cộng 2 2 trừ x đây 1 cộng x 2 trừ x đúng không? Để x đây chia đây thì ra được là trên tử là 1 2 trừ x rồi bây giờ tới đây chúng ta có thể lấy nguyên hàm được rồi đúng không nào? Như vậy đầu tiên ta sẽ lấy nguyên hàm của 1 phần 2 trừ x thì nó sẽ ra được là gì em? Nó sẽ ra được là trừ trừ của len của gì? 2 trừ x đúng không nào? Cộng len. Tại sao ở đây có dấu trừ biết không? Tại vì ở đây có âm x nè. Chúng ta lấy đạo hàm của thằng này ra thì nó ra được âm 1 thì chỗ này nó vẫn là có dấu trừ nè. Còn đây nó không có dấu trừ tại vì chỗ đây là x là dương nè. Như vậy ra được len của 1 cộng x cộng c. Để như này thì các em sẽ rất khó nhìn để mà viết trở thành hết mực các em. Ây trời ơi, hết mực thật. Đây, sắm cả hộp bút Doraemon này. Thầy sẽ viết thằng này lại trước, trừ cho len để chúng ta lấy chia ha của logarit. Hiểu thì chúng ta đưa về chia thôi. Len của 1 cộng x chia cho 2 trừ x cộng c sao? Thấy rõ không nào? Rồi, như vậy clip hôm nay tới đây là kết thúc em. Trong clip tiếp theo thầy sẽ quay tiếp cho các em ở cái câu số 5. Tính thức phong. Chúc em học tốt nha. Bye bye. Ok.